tha cho chồng em đi anh hai. Vụ gì? Em của mình với mấy cái đứa làm công đánh hội đồng tôi mà rượu suýt chết đó. Vậy thì bà cứ dạy cho nó một bài học, cho nó bớt cái tật hỗn láo lại. Đi mình... Nàng ơi, nàng ơi, nàng ơi, nàng cứu ta đi. Hai vợ chồng của mày á, bây giờ là tôi đòi của tao. Sáng mai vợ chồng tao vô rừng đi săn, không có chó, mày á làm chó cho tao. Trời ơi, làm chó xong đi săn đi, ngồi đó làm gì? Đi săn hả? Vậy giờ tôi đi ngang. Giờ tôi làm chó phải không? Đúng rồi. Làm gì vậy? Mấy con chó săn nó hay cắn bậy lắm, chị hai cẩn thận á. Đi lẹ đi. Làm gì em dữ vậy? Tôi thấy rùng mình với tâm địa của cô. Tâm địa của em sao á, thì mình cũng vậy thôi. Vợ chồng mình giống nhau mà. Mình có xót em trai của mình đâu, nó có đâu. Mình để yên cho em lấy em trai của mình ra, rồi uy hiếp con nhỏ kia, bắt nó phải quỳ lại gian xin mình. Cô á. Em sao? Mình à, mình với nó không có hợp nhau đâu. Nồi nào phải úp dung nấy mà.